Vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và đoàn công tác đã thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng. Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội có Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên cùng lãnh đạo các cơ quan Quốc hội và các bộ ngành. Sau khi nghe lãnh đạo thành phố Hải Phòng báo cáo những kết quả đạt được trong năm 2021 và những mục tiêu năm 2022, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao và biểu dương những kết quả của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng thời gian qua, đặc biệt trong năm 2021. Về nhiệm vụ năm 2022, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gợi mở một số định hướng lớn đối với thành phố Hải Phòng. Theo đó, thành phố Hải Phòng cần tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả các chỉ đạo kết luận của Trung ương về phát triển kinh tế xã hội năm 2022. Tiếp tục quán triệt, bám sát và rà soát trong thực hiện các chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 45 của Bộ Chính trị, Nghị quyết 35 của Quốc hội về một số cơ chế chính sách đặc thù cho Hải Phòng. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp theo kết luận 20 của Bộ Chính trị. Các nghị quyết Quốc hội, Chính phủ triển khai quyết liệt trong phòng chống COVID-19 theo kết luận 21 của Bộ Chính trị và các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, bám sát và thực hiện quyết liệt chương trình phục hồi phát triển kinh tế, có các mục tiêu đầu tư kết cấu hạ tầng, y tế, giao thông, tiếp tục phát triển mạnh, cân đối công nghiệp, hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Trước mắt, Hải Phòng cần chuẩn bị điều kiện cho học sinh, sinh viên trở lại trường an toàn, tiếp tục tăng cường tiềm lực quốc phòng an ninh, bảo đảm an toàn trật tự, phòng chống tội phạm, thực hiện kế hoạch số 03 về xây dựng đảng, cải cách hành chính, tư pháp. Hải Phòng cần phấn đấu lọt vào top 5 về cải cách hành chính, thực hiện chính quyền điện tử, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tạo không khí vui tươi phấn khởi trong năm 2022. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng chỉ rõ, hoạt động đoàn đại biểu Quốc hội thành phố phải trở thành kiểu mẫu, điểm sáng của cả nước. Tiếp thu những chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Lưu Quang khẳng định, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tinh thần cầu thị, quyết tâm chính trị cao nhất, cũng như mong nhận được sự quan tâm của các bộ ngành để thành phố Hải Phòng phát triển hơn thời gian tới. Nhân chuyến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hải Phòng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên và lãnh đạo các bộ ngành đã dự lễ động thổ dự án nhà máy sản xuất chất dẻo phân hủy sinh học FBAT tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ thuộc khu kinh tế Đình Vũ, Cát Hải, quận Hải An, thành phố Hải Phòng. Đây là nhà máy sản xuất nguyên liệu xanh đầu tiên tại Đông Nam Á do tập đoàn Anphat Holdings đầu tư. Đây là dự án nằm trong danh mục các dự án công nghệ cao được ưu tiên đầu tư tại khu công nghiệp Nam Đình Vũ, có công suất 30.000 tấn một năm, sẽ hoàn thành sau 24 tháng. Với tổng vốn đầu tư lên đến 120 triệu đô la Mỹ, khi đi vào hoạt động, nhà máy sẽ đáp ứng được 100% nhu cầu nguyên liệu của tập đoàn Anphat Holdings và phục vụ xuất khẩu. Ông Phạm Ánh Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị tập đoàn Anphat Holdings cho biết, Anphat Holdings sẽ đại diện cho Việt Nam ghi tên vào bản đồ nguyên liệu xanh toàn cầu, đồng thời trở thành doanh nghiệp tiên phong thực hiện cam kết đưa phát thải ròng về không, net zero, vào năm 2050 của Việt Nam.